tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Dù miền nàn thiếu tai trước, Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ta Đa
thành mời Bồ Đề địa biết tích xưa hiện thành sông đình sông sơn Quỳnh Quế theo chân kiếp sai đòi Quỳnh Quế theo chân đổi ngang phố cát làm thần hề tư phương đức đến đế phương tin đồn đức đến đế phương danh thơm bột cõi khói hương phục thờ mùng ba tháng thìn ngày giờ dần mùng ba tháng thìn tôi 11 tuổi sẽ duyên lãnh phàm lũ nhang xạ nhiệt pháp giới mộng quân sư phật tại hội đất sao vân tùy sứ vết thương vân hành lý phương ân sư phật hiện toàn thân nam mô hùng vân cái bồ tát a ha tát nam mô hùng vân cái bồ tát a ha tát nam mô hùng vân cái bồ tát a ha tát xe loan thanh gia hồi thanh mẫu đệ tam thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xin lần lòng đời đục đến hoài cung sớm kết loan phòng kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng về xeo hoa sẵn xét ngay gian kinh xuyên sàng sẵn xét ngay gian vàng mười lứa đề than sao đành đính non xanh một mình mà có sớm khuya bùng núi có ngàn cây xiên ban hải ngạt lũ nhiệt minh hương xa du từ mậu lượng vô ương hóa đội đắc thanh lương trí tâm kìm đường nhất xu biến thập phương nam mô ương ứng dường bồ tát a ha tát nam mô ương quang biên chiếu tự trung ngã tích tăng cung giang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương sa loan thanh xa hồi cung có lệnh truyền ra đức thánh ông nghi ngài có lệnh truyền ra quan quân thủy bộ ơi cùng là sư dinh đáo phạm đi nam thành thôi đông dẹp bắc đi tung hoành hỏi nơi quốc sử ký Việt Nam mới trần thì lệnh đế vương kế thế an thanh thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục tu trung linh khám kỳ nhất
nhất đường nghỉ ngư thủy long vân tạo phùng nghệ. Thank you.
hưởng binh quân hạ lương thần nhất đường ngư thủy long vân thao phùng hồi liên phong hà thanh hải yên nị thời phục sinh xuất hiện nam bạc tường vân ái đãi lưu quang hoàng thiên tích bệnh nam bạc ông lớn dáng ơi trần ứng mộng lý mạng tuần xuất thế thác định sinh trần thị tôn vương dung đi tướng mạo đường đường quê trương vĩ vọng tống nước đại tài thanh xa hồi ức đời trần thi nghi dân an nam hải đức đệ tam ngài dòng dõi kim chi thạch gia hồi cùng hoài đường hoàng thiên vương cô đệ nhất nơ phủ bạc vương là đất đi sầm quanh thạch gia hồi cùng tổ vương cô đệ đại hoàng thông minh chính trực đi đảm đang việc đời thạch gia cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé lập lờ cửa ông thay ra hồi ôm trong triều đình có giặc phạm nhan cậu đánh đông dẹp bắc ngơi cho ăn nước nhà mang chỉ sắc phong triều đình mang chỉ sắc phong an dân thần cước nghe cậu chân bể đông nghe ra vào thạch gia hồi cùng tam vị chúa vương dâng văn nơi tam vị chúa vương thỉnh ba đệ nhất nơi tây thiên được về tam quan chiếu bao la thế giới bằng nguyệt soi quyền hồ dân văn tiên chúa quyền hồ sơn lâm biên thế là nơi quê nhà thăm em mà vào
nét mặt cây gậy son dựng ở phía sau xem bôi lá dầu với lại quả cau. Tiến hậu vẫn
mọi đang hay giờ việc xong ngoài lầm lỡ soi cho phán rằng đi từ chớ đi.
ơi chỉ cho bòi ra hết cắn gió vần hà, bòi ra người muốn bán thông anh, bòi ra ai có của để dành chúa bà ta phúc thờ cửa số bà nhà ta đến mãn chiều sẽ bóng ta cho lộc cho tài cho ngân cho xuyến à. Đồng chàng quyết anh linh phan chuyển số từ số sinh
gửi một tòa sơn trang. Sinh là đùng hiền đứng anh linh y
đường ngồi mượn mượn tóc mây hầy hầy vành nguyệt phơi đầy đi. Lúc
giọt ngăn đến giọt dài. Chúa tiên linh ngưng thay là ý ai, gảy đàn non nước khúc ca diêu hồn ý ai. Cần đàn theo âm dương thầu tỏ lái giảng vì con có chân mây thì đỏ ngân. Mùa xuân
làng Sơn Chúa ngự thành bàn mỹ. Tay cầm đàn tính hát vang đối rừng nghĩ. Chiến rừng cấm ngày ngày tu luyện, có phép tiên tà quỷ sợ kính tìm đó. Sơn Khê
tiếng sông núi danh tài con ghi. Sông mới tinh cũ lễ chiều thái tổ một thôn nghèo mắn đỏ trên nương làm chiều khói tỏa bạt sương loài tan bão
mờ bất lương, khuyên câu đưa lại tìm đường tu tâm, mang tài cứu nước cứu dân, giữ cho trăm họ xa gần bình yên. Giờ dân Chúa ở trên thiên trở về ý à. Thank you.
dâng một chiến nhang Long Thành, dâng một chiến nhang tấu về Thoại Phủ, dương gian các tòa thiên đình địa phủ Diên La, tấu về cho tới Đức Vua Cha Động Đình, vốn dòng người dưới Thoại Đình. Sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên vương quan tấu đối chùa về, dành dành về cho ý định trang sinh, chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho sức mạnh đôi đường. Họ Trần người Dương Thế số đê đỉnh, nguyên do mệnh trọng can thầm mà hôm nay viết tù thiết lễ kim, kim ngân đại mã sám tạ tam phủ. Quan anh ta lại vái, quan anh ta về ngày hôm nay, ta khuông phủ cho họ Trần từ nay trở đi tứ kỷ trở lại yên căn yên số yên mệnh thiên đình. Ta ban khen ban thưởng cho trốn ra chung núi nước xuôi một dòng thuyền xuôi một bến, sức khỏe bình an bách bách tươi tán, vạn bệnh tiêu trừ biến hung thành cát, cải họa vi tường. Họ Lý thủ nhang họ Lý biết tu thiết lễ nghi, sớm trưa chiều mộ, sớm ngọ mõ chiều tụng kinh, sớm tay hoa chiều lọc nước ở tượng quan anh ta. Ta khuôn phủ cho đông quan nhang sang đệ tử, ta cho lộc cho tài cho ngân cho xuyến, để trên lo được việc thánh dưới gánh vác được việc trần, trong chốn già chung để từ nay trở đi tứ kỳ trở lại được lộc được tài được danh được diện, quan anh ta ban ha. Giáp bạc bao phen dựng lửa hồng, sông pha trong trần già như không, nguy biến
tiếng tỳ ngàn thu với non sông. Trước điện ngọc hương yên trầm xa, trên bào tòa cứu bệ nghiêm trang, tâm thành tiên cũng tuần nhang, thỉnh mời quan lớn để tam đáo đồng. Sống trong bể lăng đất lành sang danh thắng thiên nhiên, đặt bầy địa thế tự nhiên, chúng linh dục tu khi thiên hội về. Giang từ quý địa danh làm đến thờ quán tam tiếng kiệu vàng, lòng môn hộ bàn thạch bàn rất uy nghi. Trên các lầu thơ ngâm vũ đọc,
dưới sân rồng ca trúc chén tiên. Đức vua cha ngại ngự trước án tiền, phán đòi hoàng tử qua lớn để tan đều. Lành
ngài về cho tới thoải cung khuôn phủ Thanh Đồng gặp các chư đệ tử Hưng Long giai thọ chưa. Ông lớn để ta về tới lạnh giang khuôn phù các sư đệ tử Khang Ninh giai trường thọ hồi lâm liệt tùng hoành giáo uy lâm liệt tùng hoành chư ta sát quỷ quan quần tranh tương tài. Linh trước là bảo hộ thiên đình, sau ra thu trong hết tà sang phép này đi ra trần thế thiên này. Lễ bạc vật thường trần gian, lễ bạc vật thường bút hoa biên xét xa chi cho lòng trần đổi công danh, ơn nhờ Phật Thánh Lộc Hoàng Ân ban đến tận nơi ơn xin quan quần ngài xét soi.
cho dân nè. Dân an quốc thái, dân cư đồ vạn đại cao sông. Bắc dù tích cũ điểm mẹ bầu, tôn hoàng đệ ngũ bầu kim tinh. Các ngươi thiên binh đặc trình Phật với thiên để đường lối để khác xa. Tu tiên được bảy đời qua, tu Phật để xin kiếp ơi ắt đại hình mới lên. Yêu ma quỷ hoài tà sang thù xưa
vay trả lại càng tắc nhiều. Mới đặt điều vu oan hoàn kết, xa hiện người làm chuyện bất lương. Trắng đen đảo lộn khôn lường, ai hay đạo lý cương thường đạo điên. Sự hoàn khiến khó bày cho tỏ, chứ hiểu chúng thiên cổ sáng soi. Biết cùng ai có khúc lôi, tội danh cưỡng đoạt hại người nữ. Lệnh viễn sứ đi sơn cùng thủy kiệt, đồi oan này khôn xiết cao mình. Máu đào đã nhuộm sàm xanh, tâm thân đành chịu nhung vinh lệ thường. Đường thiên lý quan sang bờ ngỡ, hỏi trăng già có tổ trăng ơi. Hỏi mây, hỏi gió, hỏi trời, hỏi rằng nguyệt lão chiêu người đi đâu. Hỏi hoa cỏ sao mưa dầu nắng dài, vẫn tốt tươi sao hà ngại phong ba. Cỏ cây ơi thấu hiểu lòng ta, sớm cùng thủy kiệt sướng xa lạnh lùng. Thà thác vinh còn hơn sống nhục, nước sông kỳ tóc ngọc côn sơn. Kỳ cùng theo hất sang non, sông kỳ trong đục nước tuôn đôi dòng. Ngắm cảnh vật mà lòng đau như cắt, nợ trần hoàn ngày quyết dứt cho xong. Lòng riêng không thẹn với lòng, mượn giấy oan nghiệt để cho xong tội đời. Gương anh dũng sáng ngời muôn thuở, chí hào hùng rạng rỡ ơi non sông. Vinh quang thay con cháu làng Hồng, muốn dân còn nhớ quan lớn tuần ngày tài cao. Trên bát ngát long sầu hồ phục, lốt tam đầu cuộn khúc nghi châu lên. Lệnh truyền quỳnh quê đôi bên, ngài về chắc sáng ngự lên mẹ công đồng. Sắc ban phong ngài thương chi tam dư, hay sóc tà sát quỷ trừ nghi tinh. Quan lớn tuần vạn phép anh linh, quyền ngài cai quản tướng thiên binh nhà